Thưa quý khán giả, anh Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ, dinh dự là một trong 42 gương cán bộ công chức viên chức trẻ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tuyên dương khen thưởng là cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Chương trình Bình Minh Đăng Động hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhà khoa học Hồ Quốc Hùng để hiểu hơn về quan niệm sống, làm việc cũng như niềm vui khi được tuyên dương khi mà được nhận cái giải thưởng là cán bộ trẻ về công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc thì cái cảm giác của mình là hết sức là vui mừng và đây cũng là cái thành quả mà được các cấp ủy đảng à, các đoàn thể ghi nhận mình là trong thời gian là mình công tác tại đây hơn 9 năm và các cấp ủy à, à, đảng và đoàn thể thì đã tạo điều kiện cho mình là hết sức bởi vì đây là một cái trung tâm ứng dụng mình có cơ hội được nhiều hơn để tiếp cận những công nghệ mới hơn và khơi nguồn sáng tạo để đạt được những cái thành quả trong lao động. 9 năm công tác tại đơn vị, anh Hùng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như hai lần đoạt giải nhì sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố, được vinh danh sách vàng sáng tạo Việt Nam, đạt giải khuyến khích sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, hai lần được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nhà khoa học trí thức tiêu biểu thành phố Cần Thơ 2019-2021. Đối với anh, nghiên cứu phải gắn liền với thực tiễn, ứng dụng đơn giản tiện ích. Những công trình sản phẩm của anh đều được ngành chức năng công nhận là sáng kiến giải pháp hữu hiệu và được chuyển giao công nghệ ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, anh và trung tâm cũng đã nghiên cứu chế tạo, thực hiện nhiều dự án thiết thực góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh với những cái thành công vừa qua đã đạt được thì mình sẽ tiếp tục cái đà đó để cái tinh thần là tuổi trẻ sáng tạo ngày càng được lan rộng và đồng thời là lan tỏ những cái là của công đoàn là người ta đang kêu gọi là một triệu sáng kiến trên toàn quốc thì trên cái tinh thần đó thì mỗi cái việc chúng ta đang làm mỗi cái công việc đang làm thì đó là một cái nơi để chúng ta sáng tạo và ứng dụng những cái sáng tạo đó vào đời sống. Anh Hùng thì rất là nhiệt tình, nhiệt quyết trong công việc và rất là sáng tạo. Đối xử với anh em thì rất là hòa nhã, không có tạo áp lực cho anh em lúc nào cũng là tạo cái tâm lý thoải mái cho anh em làm việc. Để đạt được những thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình mà anh Hùng làm việc, sáng tạo không ngừng bởi anh quan niệm còn trẻ khỏe còn sáng tạo và năng động thì cứ cháy hết mình